Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Thắng Vlog. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2020. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách pha nước lá. Đây là cách pha nước lá. Ví dụ các bạn trên tay tôi là những cái lá ví dụ phơi khô các bạn. Bạn bỏ một ca. Bỏ một ca. Ca giữ nhiệt các bạn nhé. Ca này là ca giữ nhiệt. Ca sốt giữ nhiệt. Bây giờ tôi sẽ đi tra nước vào các bạn. Đây, tôi sẽ tra nước vào các bạn nhé. Tôi sẽ tra nước sôi vào các bạn. Sau đó tôi lắc đều các bạn nhé. Lắc đều để dưỡng sạch. Chắc nước. Chắc nước xong rồi thì là tôi bế nước sôi vào ạ. Nước sôi đẩy ca luôn đấy. Mâm rửa tay với thái chuối đó, thái với thái chuối. Để tiếng làm thái thôi.
Là hôm nay tôi đã giới thiệu xong với các bạn cách pha nước lá uống các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.